hôm nay là Happy New Year, mọi người đều vui vẻ nha. Ngài xin hát tặng cho các chị và các bạn ở đây bài Chuyến Tàu Hoàng Hôn.
sau đây Thanh Vân xin được giới thiệu quý vị, xin phép quý vị cho hai nhạc sĩ mình đi giải lao. Chỉ có mấy phút thôi, hai anh kéo ngồi lâu quá em không.